Rồi, xin tổng chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và theo dõi kênh của mình. Chào toàn thể quý vị, anh em mà yêu mến trên cây mai vàng anh em. Thì hôm nay mình sẽ nói chung là về cách về trồng mai rừng thì mình cũng có hướng dẫn nhiều anh em rồi. Nhưng hôm nay thì mình cũng sẵn nhân tiện làm một cái cây mai rừng gọi là em rắn anh em, đẹp long lanh xè beng luôn. Phải nói là đẹp vít trường luôn. Đấy, có cái gù đẹp mắt. Quá độc luôn, cái này mà trồng lên ghép xong là thì gọi là chân dài, loại này giá hơi chát ấy. Đắt lắm ấy, không dễ đâu. Đấy, thì xong nhân tiện video này mình cũng chia sẻ anh em một số kinh nghiệm mà mình tích lũy nhiều thời gian, gọi là về cách để trồng tỷ lệ mai rừng cho đạt hiệu quả cao nhất anh em. Thì đối với những cái phôi mai rừng mà phôi nhỏ thế này ạ, phôi này thì nó cũng nhỏ thôi anh em, khoảng tầm ba mấy thôi. Phôi này thì nó nhỏ, thì đối với những phôi này thì nó dễ sống hơn. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ kỹ một số kỹ thuật, cũng giống như là cái kinh nghiệm mà mình được biết, chứ mình không có nói đây là kinh nghiệm hay nhất nha anh em, kinh nghiệm mình hay trồng thôi. Thì mỗi ngày khi người ta vấp phải những cái sai lầm gì đó thì mỗi một lúc thì người chơi mai hay bất kỳ anh em làm một nghề gì cũng vậy, sau một lần vấp thì kinh nghiệm sẽ hơn hẳn đi và sẽ tỷ lệ trồng mai thế khi anh em trồng nhiều lần đó thất bại thì đương nhiên là lần sau anh em sẽ giỏi giang hơn là những lần đầu tiên. Thì đối với những cây mai phôi mai anh em mua thì nên lựa những cái phôi mà ít lũa, tức là thân nó trơn láng này, có xù xì cũng được nhưng mà không bị bọng ấy, thì là tỷ lệ sống của cái cây mai nó được cao hơn. Bởi vì anh em thấy tuy cây mai rừng nó khác cái mai nhà nha anh em, nó nhỏ này thôi, như cái anh em thấy cái lõi này không, cái lõi đỏ lừ này đó, nó nhỏ này thôi, nhưng mà theo mình nha, cái này nó lâu năm lắm rồi này, mình thì không biết phân tích về cái vấn đề là bao nhiêu năm nha anh em, thông cảm. Thì mình thấy cái lõi nó to tả bá này đó, cái lõi đỏ lừ này, còn cái tim lõi này nha, đó đây là những cái phôi mai rừng thì nó nhỏ này nhưng mà nó già năm lắm, chưa kể là những cái phôi mà khoảng 80, 90, 100, 101, 150, 200 gì à. Thì những cái đấy thì cũng chẳng hiểu là nó bao nhiêu năm, mình cũng bó tay ạ. Cây này thì mình cái này là không phải phôi mới nha anh em, phôi này là mình mới đi sưu tầm về được một em này, tức là cây này trồng sau 1 năm rồi anh em. Thì cũng có đây là đầu rễ này, đầu rễ đen này, mình cắt lại này anh em, đây này đầu rễ đen này. Đây là mặt cắt nó này anh em, mặt cắt rễ nó này ở đít này anh em, đây này là mình mới sưu tầm về mình tóm lại là mấy cái dòng là mình đi xin không thôi chứ mình chẳng mua anh em. Bởi vì mai rừng mà kiếm được những cây đẹp ấy thì rất là khó có, nhưng mà mấy anh em họ chơi họ có điều kiện hơn á, mới cả họ săn hết à, cũng ít có phôi đẹp. Nhưng mình thấy cái phôi này khá độc nha anh em, phôi này anh để nằm vậy thôi, chứ nếu mà mình để đứng ngay này anh em thấy không, dáng cong bay lắc lượn, ui cái này mà trồng xong chắc của không, u bướu cục 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 à, nhưng mà không biết sống không nữa chứ. Thì đối với tất cả những dòng phôi mai, kể cả là trồng rồi, trồng sau 1 năm hoặc 2 năm gì đấy mà cây phát triển mai rừng anh em, mình đang chia sẻ về mai rừng, thì cây phát triển kém thì anh em đều có thể là cắt, với điều kiện là cái cây nó không bị nứt thân thế này đó. Khi cắt ra vết vết cắt vẫn còn mới thế này thì cái dòng mai rừng vỏ nó rất là dày, đây này vỏ rất dày và nhựa nó tích trong này rất là nhiều. Vì vậy cho nên là đối với những cái cây mai rừng thì anh em trồng lại tỷ lệ sống vẫn còn rất là cao, đặc biệt là khi trồng thì sẽ có một số kỹ thuật sau đây. Thứ nhất là anh em phải ngâm thằng kích rễ nha anh em, ngâm kích thuốc kích rễ trên 24 giờ khi mua phôi về, hay là anh em đi xin về, hoặc là cái cây phôi cũ anh em trồng thì anh em lên chà sạch tất cả thân này, cho nó sáng tưng này đi. Bởi vì khi anh em trồng nó có sống rồi nhưng mà nấm bệnh ở cái lớp vỏ vảy này nó sẽ làm cây mai của anh em phát triển kém, dẫn tình trạng là cây mai rừng nó vẫn bị suy. Đó đó là cái vấn đề đầu tiên là anh em nên xử lý cho kỹ. Thứ cái phôi mai chà cho sạch sẽ, chà sạch sẽ hết đi, xong rồi đem ngâm kích rễ khoảng 24 tiếng đồng hồ. Thì trên thị trường có rất nhiều hãng kích rễ, bữa nay mà trồng mai rừng mà trồng Atomic mới đầu mà thì nó vẻn hơi khó một tí nha anh em. Thì một là anh em có thể là mua là Ibaka i3 ở trên họ bán trên Shopee đây nha. Hai thì hiện mình cũng có mua lại chia lại của một số anh em mai rừng họ chế tạo thuốc, anh em nào có ưng lấy cái dòng thuốc kích rễ của mình thì lấy, hôm nọ mình có quảng cáo bán lần rồi đó. Thì cái dòng này của mình
Nói chung là mình cũng xin nói sơ thế này, đối với những cái phôi thế này mà anh em bây giờ mình nói là phôi mới đi nha, chứ mình không nói phôi cũ nha. Thì anh em trà sạch đi, sau đó ngâm khoảng tầm là 2-4 tiếng đồng hồ. Từ 2-4 tiếng đồng hồ trở lên thì anh em trồng khoảng tầm là 35 ngày sau thì nó sẽ ra rễ, hoặc là 30 ngày. Thường thường là như vậy. Và thường thường này thì đối với dòng thuốc của mình thì anh em không nên là bôi keo liền ra dưới mặt cắt rễ nha anh em. Bởi vì rễ nó sẽ mọc từ đây này, từ cái khe này. Nó sẽ đâm ra, nếu như anh em mà bôi keo thì nó sẽ đùn một lớp sẹo. Nó đùn một lớp sẹo lên thì khi nào ra lọc 2 thì cây mài nó mới ra rễ. Còn bây giờ nếu như anh em không bôi thì khả năng là chưa ra lọc và rễ đã ra trước nha anh em. Thì đó là cái điều vấn đề cân nhắc. 12, đối với những cây mà đơn độc này, gốc cây này mà nó chỉ có một cái rễ này thôi, mới thêm cái này bé xíu không tính rồi, nhỏ quá, mấy cái rễ nhỏ không ăn thua đâu, hư hết rồi đó. Thì đối với những cái cây này thì anh em khứa thêm một hai đường, có thể lấy cái cưa khứa nhẹ vào, chạm vào cái thân cây anh em, là để làm gì, để những cái chỗ này nó sẽ bị tổn thương, thì sau này rễ nó sẽ mọc ra chỗ này trước những cái chỗ này nha anh em. Bởi vì nhựa từ dưới này chạy lên và nhựa từ trên này chạy xuống thì những cái thằng khe này sẽ ra rễ trước. Thường thường nghe theo như ý mình là sẽ ra trước chỗ này, có khả năng rất cao là chỗ này sẽ ra trước nha anh em. Đấy là tình hình như vậy, là cứ ngâm cái rễ 24 tiếng hoặc là trên 24 tiếng thì cũng được. Còn trên này thì anh em bôi keo liền da lại cho mình, trên này thì lấy keo liền da bôi lại. Bởi vì cái vết này là khi mà nhựa nó đẩy lên đây, mình bôi keo để giữ cái nhựa lại ở đây không bị thoát ra ngoài, thì nó sẽ nứt mầm ở các khu vực đây, giúp cây mai là nó luyện nhựa tốt hơn, thì tỷ lệ ra mầm và sống sót nó cao hơn. Đó là những cái kỹ thuật là đơn giản như thế, nhưng mà nói chung là cũng tích góp từ những lần thất bại nha anh em. Đó. Rồi sau đó khi anh em ngâm sau 24 tiếng hồ thì anh em sử dụng bí bóng. Hiện giờ mình không có bí bóng để chiều mình đi xin. Bí bóng thì các loại như đây này nhá. Đây, không nhiều anh em lại không hiểu là bí bóng là cái gì. Đây. Đó. Thì anh em lên bó chặt cái cây lại, bịt kín hết cái bí bóng, chùm cái cây lại, làm sao mà cho hơi nước ấy nó hấp hơi, nó ướt ướt. Trong thân cây luôn luôn ướt như thế này. Anh em chỉ cần chùm kín bí bóng thì thân cây sẽ ướt thế này. Và anh em đừng lên đi trồng liền nhá. Anh em ủ khoảng tầm là 10 cho đến 15 ngày. Bắt đầu trên mặt cắt này, chớm thấy keo sẹo thì anh em phải đi trồng. Bởi vì nhiều cây mai là nó khỏe, thì bộ rễ mai trên đấy nó chỉ cần kéo chớm thôi thì là dưới này nó sẽ có khả năng là ra rễ trước. Giờ dưới này sẽ ra rễ trước. Vì vậy cho nên là mình chỉ lên là ủ khi cảm thấy mà hơi keo sẹo thì mình chùm lại. Đó, chỉ như vậy thôi. Sau đó là anh em khoảng tầm 15 ngày sau thì anh em mang đi trồng mới cát. Và đặc biệt là ví dụ thế này đi, đây là một cái chậu mai nha. Thì cát anh em phải đổ lên tới đây trước, toàn bộ sử dụng bằng cát hạt lớn nha. Tốt nhất anh em nên trồng nguyên cát thì tỷ lệ sống sót rất là cao. Cát hạt lớn anh em đổ ra đây, xong hãng trồng cây mai lên tầm này. Tức là cái phần khoảng tầm 10, 15 phân ở dưới đến 20 phân anh em phải trừ đi. Bởi vì cát hạt lớn thì hạt lớn, nhưng khi trồng khu vực dưới này vẫn bị úng, do mình trồng rất là nhiều cây rồi. Ở trên thì ra rễ rất nhiều, nhưng những cái rễ dưới này là bị thối, vì lý do là cát rút nước vẫn không tốt. Tốt nhưng mà khúc 20 phân dưới nó hay bị hư. Vì vậy cho nên là anh em trồng cao lại thì tỷ lệ sẽ rất là cao. Đó là những cái kỹ thuật như vậy. Thì sau video này khoảng một tháng sau mình sẽ quay lại cho cây này anh em xem tham khảo. Thì bây giờ mình ngâm thì đến chiều ngày mai, hôm nay là ngày 16 tháng 4 này, bây giờ mình ngâm là ngày mai là 17 tháng 4 là bắt đầu mình mang đi ủ. Mình ủ khoảng tầm 10 ngày bắt đầu mình mang đi trồng. Thì mình sẽ quay lại liên tục các video khác về cái vấn đề cây phôi mai này, để anh em có thể là coi như là nắm bắt cho dễ nha anh em. Và xin tổng chào toàn thể quý vị, chúc anh em một ngày vui vẻ. Và trong video này thì rất mong anh em comment giúp mình bên dưới là cây này thì trồng cái thế quái nào cho nó đẹp đấy. Nhưng mình thấy nó cũng quái quái, nhưng mà cây này có cái gù đây cũng hay này nha. Mỗi cái tội là cái này vẫn hơi thấp, nếu mà cao thêm một tí nữa thì ok. Và xin tổng chào toàn thể anh em.